Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nhi TV Vlog nhé. Thì trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì Nhi lên Nhi lại tiếp tục Nhi chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người trên không gian mạng về những cái câu chuyện xoay quanh cái anh Điền Võ đi vắng trong mấy ngày hôm qua. Thì có một số những cái kênh YouTube lên trên không gian mạng thêu dệt và đưa những cái lập luận và dẫn dắt tư luận. Thì theo như Nhi nhìn nhận ấy, và theo như Nhi đánh giá là những cái kênh này thì đa phần nên gọi cho giật like, giật view, câu like, câu view và giật tít thôi. Chứ chưa bao giờ Nhi nhìn nhận được ra là chia sẻ được cái thông tin gì hay và dẫn dắt những khán giả cái gì nó đúng, cái gì nó hay cả. Chỉ có nghe hơi, bắt lồi chõ và lên trên không gian mạng đa phần là gọi cho là dựa hơi vào để câu like, câu view thôi. Chứ trong những clip thì trước đây Nhi lên Nhi đã chia sẻ với cô chú anh chị mọi người trên không gian mạng cũng rất chi là nhiều những cái vấn đề xoay quanh là tại sao anh Điền Võ đi vắng thế nọ, anh Điền Võ đi vắng thế kia. Thì trong một cái buổi chiều ngày hôm nay thì cô chú anh chị và mọi người trên không gian mạng cũng đã xem rồi phải không ạ? Thứ nhất là bạn Nạc Phong đã đi đến đón anh Điền Võ ở một cái nơi. Thì Nhi cũng nhìn nhận được ra mà Nhi đã đánh giá thì cách đây cũng hai cái clip rồi, mọi người cứ xem lại thì mọi người biết. Thì theo như cái cách lập luận của Nhi thì Nhi đã bảo rồi là thứ nhất là anh Điền Võ không việc gì cả, thứ hai là bạn Nạc Phong cũng không sao cả. Thì mọi người cứ lên bảo là Nhi thế lọ, là Nhi thế kia và biết được một tí thông tin thì úi giời ơi. Thì trong cái ngày hôm nay thì chắc chắn cô chú anh chị mọi người cũng đã biết rồi phải không ạ? Anh Điền Võ, anh sống là cái con người sống như thế nào? Vì bạn, vì bè và sống vì anh em, chứ không phải là vì anh ấy thế nọ và anh thế kia cả. Thì trước khi cái câu chuyện này đồn thổi lên và gọi cho bịa đặt và xuyên tạc lên của một số những kênh YouTube lên thì bịa đặt là anh Điền Võ bị kênh bay mới thế nọ, mới kênh bay thế kia. Thì một số những cái kênh thì lại lên bịa đặt là anh Điền Võ bị bế mới bị thế nọ, mới bị thế kia. Thì ngay như bản thân của Nhi thôi, Nhi ở ngoài cuộc và Nhi đứng, Nhi nhìn nhận được ra là Nhi biết là trong cái này, thứ nhất là anh Điền Võ chả việc gì cả là một. Cái thứ hai nữa là có một người bạn ở bên Pháp, thì trước đây anh cũng đã lên một cái clip, anh đã chia sẻ rồi, là mới đây nhất thì có một vợ chồng, một người bạn của anh Điền Võ ở bên Pháp về và cũng đã tặng anh một cái đồng hồ đấy. Thì anh Điền Võ anh đã lên thông báo và anh đã bảo với mọi người rồi là anh sẽ tiếp đón và anh sẽ đưa hai vợ chồng người bạn này đi chơi ở những nơi phải bận hết hàng tuần mà. Chứ không phải là Nhi không biết, nhưng Nhi lên Nhi chia sẻ, Nhi dẫn dắt với khán giả thì Nhi nói cái mục đích ra, chứ Nhi không bao giờ Nhi muốn vạch ra. Bởi vì vạch ra thì những cái kênh khác thì nó lại xuyên tạc, nó bịa đặt ra. Còn bản thân Nhi, Nhi đã nhìn nhận từ lâu rồi, nhưng mà Nhi biết là trong những cái nghe hoặc là xem những cái clip của những cái kênh khác thì mình phải nghe những cái trọng tâm và mình phải nghe những cái diễn biến khi nào hoặc bắt đầu hoặc tiếp theo hoặc là diễn biến cái sự việc của mấy ngày tiếp theo như thế nào. Chứ vào xin thưa mọi người, có một số những cái kênh mang tiếng lên dẫn dắt khán giả thì đa phần lên à với ừ, xong lên mới thế nọ mới thế kia, xong lên thì một số thì lại bảo là tôi cũng chỉ đoán thế thôi, hoặc tôi cũng đang đặt niềm nghi vấn thế nọ, nghi vấn thế kia. Thế cũng 99%. Thì xin thưa mọi người là những cái kênh đấy thì đa phần là nhìn nhận được ra, thì đa phần vào theo dõi clip, thì đa phần là tua đấy và kéo cho nó nhanh hết clip. Chứ xin thưa mọi người, những cái người người ta lập luận, người ta biết được cái sự việc thì đáng nhẽ người ta phải biết được nghe từ đầu đến cuối, người ta nghe đi, người ta nghe lại và người ta phải xem lại cái cách lập luận của cái chủ kênh, người ta chia sẻ, người ta dẫn dắt đến đâu. Còn theo bản thân Nhi, Nhi theo dõi clip nào thì Nhi nhìn nhận từ lâu rồi và Nhi đã khẳng định với mọi người là 100% phải không ạ, là anh Điền Võ không việc gì cả. Và cái sự việc của anh Điền Võ cũng rất chỉ là ok, chứ không phải là Nhi không nói. Còn kể cả ngay cái kênh của bạn Lạc Phong thế thôi, mình cũng biết, chứ không phải mình không biết, nhưng mình không muốn đưa những câu chuyện lên để câu like, để câu view, để giật tít. Nhưng mà một số những cái kênh ấy, người ta cứ lợi dụng thế nọ, người ta lợi dụng thế kia, nào thì bảo là bị bế, bị hot, nào thì ra đảo, nào thì thế loại thế kia. Thì xin thưa cô chú anh chị mọi người là những cái chiêu trò gọi cho câu like, câu view ấy, mà dựa hơi vào, xong lại kêu là mình không dựa hơi, xong lại mình lại thế nọ, mình thế kia. Còn theo như cái cách lập luận của Nhi trước đây ấy, từ sau như nào Nhi vẫn như một, chứ không bao giờ Nhi thay đổi quan điểm của Nhi. Là Nhi đã chia sẻ với mọi người rồi, tính anh Điền Võ mình chỉ va chạm, mình chỉ gọi điện một vài lần thôi, mình biết tính của anh ấy sống rất chi là đàng hoàng và sống quân tử, chơi hết mình với anh em và bạn bè. Thì khi anh Điền anh lên cái clip thì anh đã chia sẻ, anh giải bày rồi, anh ấy bảo là có một vợ chồng người bạn ở bên Pháp về đây chơi và thăm mã gia đình nhà anh đấy. Thì tất nhiên thì thử hỏi với cô chú anh chị mọi người, thế khán giả cũng như Nhi thôi, nếu như mọi người đến nhà Nhi chơi thì tất nhiên
thì Nhi phải đón tiếp bạn bè nó phải lồng nhiệt chứ, chứ không phải lúc nào cũng khư khư cái điện thoại, lúc nào cũng lên live stream, lên chia sẻ thì để vợ chồng bạn bè người ta đánh giá mình như nào được nữa, phải không ạ mọi người? Nên là những cái người người ta đã chậm hiểu, người ta đã không biết lập luận, người ta đã xuyên tạc, người ta bịa đặt, người ta dẫn dắt cái câu chuyện thì nó không có thực là một. Cái thứ hai là cứ gọi cho là câu like, câu view bất chấp, xong lại lên lập luận, lên nói à, mới ừ, xong lại biết thế, mới tôi dự đoán như thế, tôi đoán như vậy. Thì tôi xin thưa mấy cô chú anh chị mọi người, thứ nhất, Nhi nhìn nhận được cách đây gọi cho là cũng 4-5 ngày rồi, Nhi biết là vợ chồng cái bạn của anh Điền Võ ở Pháp về, thì về chơi, thì tất nhiên anh Điền Võ sẽ bỏ cái thời gian, phải không, ta để đi chơi cùng và dẫn đường đưa vợ chồng bạn người Pháp đi chơi ở những nơi lọ nơi kia chứ, thì tất nhiên là phải bận rồi, phải không, chứ không phải lý do bây giờ người bạn mình về chơi mà mình lại đi, mình lại ối giời ơi, mình lại đi, mình lên mình live stream, mình chia sẻ, có phải là cái tầm đấy là cái mình không biết không? Nên những cái người người ta cứ xuyên tạc, người ta cứ ối giời ơi trên không gian mạng thì Nhi càng nhìn, Nhi càng xem, Nhi càng thấy buồn cười, phải không ạ mọi người? Mấy cái thứ hai nữa thì khi nhìn nhận cái sự việc thì mình phải nhìn nhận nó phải từ đa chiều, và mình xem cái diễn biến nó từ đâu đến đâu, chứ không phải cứ lên trên không gian mạng nay mình nói thế nọ, mai mình nói thế kia, nói để cho khán giả mọi người nghe hoặc người ta xem. Thì thứ nhất mình phải tỏ cái thái độ của mình, thứ nhất là mình chân thành với khán giả, chứ không phải là mình lên mình cứ nhỏ mình ngó, mình nghĩ thế nọ, mình nghĩ thế kia, mình cứ để ý vào gọi cho những cái nọ cái kia trên không gian mạng. Thì xin thưa mấy cô chú anh chị mọi người, cứ để ý về view, về like làm cái gì. Thứ nhất mình chia sẻ cái gì, nó phải đúng mục đích, nó phải hay, nó phải tốt. Thế mình phải biết được đặt cái tư thế của mình vào người khác, và mình đặt người khác vào cái tư thế của mình, thì mình mới lập luận được ra, mình mới dẫn dắt được khán giả ta. Tiếp theo như cái cách nhìn nhận của Nhi ấy, Nhi có hai cái phương án Nhi đặt giả thiết cho anh Điền. Thứ nhất là cái phương án thì hôm nay anh Điền cũng đã lên anh chia sẻ rồi, cái tính của anh Điền là anh sống anh không muốn nhờ vả bất kể ai cả, và những ai nhờ vả mà lại lên kể công thì anh không bao giờ anh chấp nhận được. Ngay như cái câu chuyện của bầy đàn cái YouTuber ấy lên giúp đỡ anh Điền mở lên một cái kênh YouTube, thì nay lên chia sẻ, mai lên chia sẻ, chui giúp vào kênh nọ, chui giúp vào kênh kia, nào thì lên, nào thì kêu là vong ơn mới bội nghĩa mới thế nọ, qua cầu rút ván, qua cầu thứ kia. Thì xin thưa mấy cô chú anh chị mọi người, những cái con người đã giúp được người ta một tí mà đã lên trên không gian mạng kể công, nào thì thế nọ, nào thì thế trai, thì thử hỏi mấy cô chú anh chị mọi người, đấy có phải là bạn tốt không? Và đấy có phải là những cái người sống không biết nhìn trước, không biết nhìn sau không? Còn anh Điền ấy, anh đã tuyên bố trong cái clip ngày hôm nay, anh ấy bảo thẳng là anh không sử dụng hai cái kênh kia nữa. Bởi vì hai cái kênh đấy, trước đây cũng có một cái đàn YouTuber kia đã giúp đỡ anh ấy, kêu gọi cho anh cái kênh đấy. Thế là bây giờ lên kêu và lên gọi cho là khóc thuê, lên gọi cho là kể công. Thế là Nhi cũng đã nhìn nhận được ra cái tính của anh Điền, anh quân tử, anh không muốn nhờ vả. Thế anh đã không dùng hai kênh nữa, coi như là anh ấy trả lại cho cái đàn YouTuber kia. Như thế là được chưa? Chứ có phải là trong cái câu chuyện này thì tất cả những cái lập luận và những cả những cái clip gì thì mình phải nghe từ hai chiều, mình nghe từ hai phía, chứ không phải là lên cứ à ừ xong lập luận thế nọ, lập luận thế kia, xong dẫn dắt dư luận, xong lại làm những cái mưu cái nọ cái kia lên. Thì thử hỏi mấy cô chú anh chị và mọi người, những cái lập luận đấy lên, liệu khán giả người ta có trung thành, người ta theo dõi nữa không? Người ta có yêu mến kênh của mình nữa không? Hay là mình lên đây mình chia sẻ với khán giả thì đa phần mình cứ đủ giờ, hiểu chưa, đủ view đủ like là mình xuống. Trong cái clip thì xin thưa cô chú anh chị mọi người, chia sẻ thì toàn những cái câu chuyện ối giời ơi thôi, chả có cái tiêu đề gì và chả có cái mục đích gì cả, cứ lên chia sẻ dẫn dắt, có chung là cứ chạy vòng quanh thôi, lấp la lấp liếm cái câu chuyện có đúng cái mục đích đâu, và chia sẻ nó có hay ho gì đâu, toàn lên gọi cho là khua môi múa mép thôi, và lập luận ra những cái toàn gọi cho là dẫn dắt khán giả thôi, để cho khán giả người ta nghĩ sai về cái luận điệu nọ luận điệu kia. Thế là Nhi cũng đã nhìn nhận được ra trong cái quá trình ấy, và trong cái thời điểm anh Điền Võ và bạn Lạc Phong như vậy, thì có một số những cái kênh, hiểu chưa, cứ lên nào thì thế này, nào thì thế kia, xong nào thì quy chụp cho người lọ, quy chụp cho người kia, cứ đoán già đoán lon và ngồi đấy bịa đặt và xuyên tạc ra. Thì mọi người cũng đã nhìn nhận ra phải không ạ? Nhất là cái kênh của kia ông Lang Thang Bụi Rậm, ông ấy ngồi lên, ông ấy dẫn dắt khán giả, ông ấy thêu dệt lên những cái câu chuyện ối giời ơi trên không gian mạng, thì lại câu kết mấy cái em gọi cho quần dơ tóc bết cũng lên
thêu dệt lên, nào thì lập luận, nào thì dẫn dắt khán giả, nào thì những cái nọ, những cái chai. Thì thử hỏi mấy cô chú anh chị mọi người, những cái lập luận, những cái dẫn dắt cái câu chuyện đấy, có phải là cái tay của mình nhanh hơn cái bộ lão của mình không? Cho nên nhiều khi mình phát ngôn lên, mình dẫn dắt khán giả, thì làm sao mình phải nghĩ được có cái đường lui, làm sao mình dẫn dắt nó phải có cái hay, cái đầu, cái đuôi. Chứ lên như không gian mạng dẫn dắt đấy thì cô chú anh chị mọi người nhìn nhận ra phải không? Cái ông lang thang bụi rậm đấy, kiến thức thì không có, lập luận thì không, đa phần lên trên không gian mạng cay cú và dùng những cái gọi cho là cái tiêu đề giật like giật tít, lên không biết một cái gì cả, cũng ngồi phán như thầy phán ấy, xong ngồi dẫn dắt khán giả. Thì mọi người cũng đã xem cái clip ngày hôm kia phải không ạ, buổi tối đấy, lên thì cô chú chị mọi người nhìn nhận được ra đấy. Bây giờ có phải là văn cùn không, có phải là lập luận không, nó không có cái tư duy, nó không có cái đầu óc sáng tạo. Thế là nhiều khi cứ lập luận lên, gọi cho để lấy tiêu đề thôi, để lấy clip gọi cho qua ngày thôi, thế làm thì có cái dẫn dắt gì. Nhưng một số những cái kênh mang tiếng là ủng hộ Lạc Phong, mới ủng hộ thế nọ, ủng hộ thế kia, thì mọi người cứ thử nhìn nhận là xem, toàn gọi cho chia sẻ những cái ối giời trên không gian mạng thôi. Nào thì em quần dơ tóc bết mất lên thế thôi, 99,9% thế nọ và thế kia, có chuyện nọ thì có chuyện kia. Thì đấy, thì hôm nay em quần dơ đi, em hãy sáng mắt ra chưa, em hãy nhìn nhận được ra xem những cái sự việc gì và những cái diễn biến gì về anh Điền Võ, thì em lên em chia sẻ cho khán giả mọi người đi ha. Những cái lập luận 99,9% của em ở đâu? Có phải là em cũng đoán dài, em đoán non không? Em cũng cầm đèn chạy trước ô tô không? Và em cũng lên em câu like, em câu view không? Em chia sẻ, em dẫn dắt đã đúng cái mục đích chưa? Hay là em lên em cũng nghe kênh nọ, em nghe kênh kia, em giật like, em giật tít, em mà 99% mà có chuyện mà, thế có phải là chuyện anh Điền Võ là đi chơi với bạn không? Hả? Có phải là anh Điền Võ trả lại kênh cho cái đàn YouTube rơi hay không? Thế tại sao cái lý do đấy sao em không nhìn nhận được ra nhỉ? Mấy em lên em bảo có chuyện nọ chuyện kia, thì anh hỏi mấy em quần dơ là chuyện gì? Thì có phải là em với cái ông lang thang bụi rậm kia có cùng cái quan điểm với nhau không? Và có cùng cái là những cái chia sẻ và những cái lập luận giống nhau không? Thì có phải là em đang thông đồng với cái ông lang thang bụi rậm kia không? Lên trên không gian mạng cứ ối giời ơi thôi, để qua ngày phải không? Qua chuyện phải không? Chứ làm sao em ngồi đấy, em dẫn dắt những cái câu chuyện thì nó có vào cái mục đích gì đâu. Em ngồi, em dẫn dắt dư luận, em dẫn dắt khán giả, thì em phải biết được là cái bộ mặt nào nó thật, bộ mặt nào nó đúng, bộ mặt nào nó sai. Thì làm sao em dẫn dắt cái kiểu ối dơ ơi như vậy? Em quần dơ, phải không? Cái thứ hai nữa, thì Nhi muốn chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người trong cái clip là một chút nữa, thì Nhi chia sẻ với cô chú chị như sau. Thì qua những cái chia sẻ của Nhi trước đây trên kênh của Nhi, thì Nhi cũng đã chia sẻ trong cái clip trong cái buổi tối ngày qua Nhi live stream ấy, thì Nhi đã nói mọi người rồi là trong cái diễn biến, trong cái sự việc này, Nhi đặt rất chi là nhiều những cái giả thiết, nhưng mà Nhi không dám nói lên. Bởi vì là khi cái sự việc nó đã vỡ lở ra thì Nhi mới lên tiếng. Thì Nhi xin thưa với mọi người là trước đây cái đàn YouTuber này sống theo một cái cách rất chi là bầy đàn với nhau. Thì trong cái ngày từ khi anh Điền Võ cái chuyện này nó lổ ra, phải không? Thì chỉ có mỗi một duy nhất một cái ông lang thang bụi rậm cái thôi, lên dựng lên một cái câu chuyện nói không thành có và dựng lên những cái vở kịch hết sức là lố bịch trên không gian mạng, thì không thấy xuất hiện những cái đàn YouTuber kia đâu lên dựng chuyện và về phe về cánh với nhau. Thì Nhi đã đặt một cái giả thiết, thì có phải là trong cái câu chuyện từ thiện này nó đang màu mỡ không, nên là cái đàn YouTuber này không muốn để ý đến cái câu chuyện của anh Điền Võ và Lạc Phong nữa. Bởi vì là trong cái câu chuyện ở cái quán karaoke An Phú đấy, nó đang có view, nó đang có like và đang có lợi trong cái vụ từ thiện này. Thế là Nhi đã đặt ra một cái liềm nghi vấn là tại sao hai vợ chồng cái ông cấu trúc đấy lại kêu gọi nhau cùng với một bầy đàn YouTuber kia, 15 kênh YouTube đi làm từ thiện và chia sẻ những cái ối giời trên không gian mạng. Thì có phải là trong cái góc độ này là cái bầy đàn YouTuber này thấy có tiền, thấy từ thiện nó dễ quá, nó dễ kiếm quá, nên là mới gọi vợ, gọi bầy đàn đi làm YouTube, phải không hả mọi người? Chứ trong cái câu chuyện anh Điền Võ và bạn Lạc Phong như này thì đáng nhẽ ra ấy, trước đây về phe về cánh với nhau thì các ông này đã làm mỗi ông một cái clip rồi,
mà dựng lên những cái vở kịch rồi, để câu like, để câu view rồi. Nhưng có phải là bây giờ đang có từ thiện nó dễ quá không? Thế nào mới bỏ qua cái câu chuyện này để đi kêu gọi từ thiện không hả mọi người? Nên là trong những cái clip Nhi đã chia sẻ trong cái buổi tối ngày hôm qua, thì Nhi đã nhìn nhận được ra là trong một cái bầy đàn YouTuber này, cứ cái gì có lợi là cái đàn YouTuber bâu vào, chủ yếu là câu like, câu view, và chủ yếu chuộc lợi cho cá nhân thôi. Chứ xin thưa với mọi người, đi làm từ thiện và công việc nhà thì rất chỉ là nhiều. Thế tại sao lại đưa cả vợ đi làm từ thiện? Vợ thì cầm bút cầm sách, phải không? Chồng thì quay clip. Thì có phải là cái câu chuyện quá lố bịch không? Có phải là cái bộ mặt lạ của cái đàn YouTuber này đang diễn rất chỉ là nhiều cái chiêu trò không ạ? Có phải là trong cái câu chuyện từ thiện này nó màu mỡ quá, nó thơm quá, nên là cái đàn YouTuber này mới bâu vào cái gia đình của cái bé Diễm đấy để câu like, để câu view không ạ? Và để kiếm cái đồng tiền dơ bẩn đấy không ạ? Thì cô chú anh chị mọi người cứ thử nhìn nhận, cứ thử đánh giá xem Nhi nói có đúng hay không. Mọi người cứ thử nhìn nhận lại qua trong cái câu chuyện thứ nhất từ anh Điền Võ, từ bạn Lạc Phong, và cái câu chuyện về cái đàn YouTuber kia lên, thì mọi người thử đánh giá cho Nhi, thử nhìn nhận ra xem có phải bạn Lạc Phong là cái người rất chỉ là thông minh, phải không? Và là một cái người rất chỉ là sáng suốt khi đã lập lên một cái kế sách là ẩn kênh đi, thì để xem cái bộ mặt của cái đàn YouTuber này trồi lên trên không gian mạng có những cái âm mưu, những cái thế lực gì, có phải là đã lòi hết được cái bộ mặt ra không? Có phải bạn Lạc Phong, bạn ấy đã dạy cho cái đàn YouTuber này một cái bài học cần nên học hỏi và cần nên nhìn nhận từ góc độ, từ hai phía, chứ không phải là lên cứ giật like, giật tít, câu like, câu view lấy được cái không ở mọi người. Nên là Nhi đã chia sẻ với cô chú anh chị mọi người rất chi là nhiều những clip trên không gian mạng rồi, thì Nhi nhìn nhận được ra những cái kênh YouTube nào thật sự là chính nghĩa và những kênh YouTube nào chia sẻ và phản biện những cái lập luận nó hay, nó tốt, nó đẹp, thì Nhi đều nghe, Nhi đều theo dõi. Chứ Nhi nhìn nhận ra trong cái thời điểm là cái ra drama này, thì Nhi chỉ nhìn nhận ra được mỗi kênh của bạn Lạc Phong là cái kênh Nhi cần đáng nghe nhất và cần phải học hỏi nhất. Còn những cái kênh gọi cho là ối giờ ơi trên không gian mạng cũng kêu là ủng hộ thế nào, ủng hộ thế kia, thì xin thưa mọi người, trước sau thì cũng rớt hết cái bộ mặt lạ ra thế mà, cũng lòi hết cái đuôi ra, chứ không thể giấu được mãi đâu mà. Chứ không phải lên bây giờ mèo khóc chuột, kêu là thế nọ, kêu là thế kia, không khác gì là kiểu ăn mày trên không gian mạng cả. Không khác gì, hiểu chưa, lên vẽ đường cho heo chạy và làm những cái chiêu trò thế nọ, chiêu trò thế kia cả. Không khác gì là câu nhử khán giả, phải không hả mọi người? Nên là trong cái clip ngày hôm nay Nhi chia sẻ với cô chú anh chị mọi người những cái gì Nhi nhìn nhận ra, Nhi biết thì Nhi sẽ chia sẻ. Thì Nhi xin dừng cái clip tại đây. Xin chào cô chú anh chị mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye mọi người.